Chào các bác nhé, hôm nay em hạ công xe lân ngày 17 tháng 7 năm 2024. Đây, vừa hạ công xong. Xe thì toàn hàng đẹp thôi. Đây, quay bên này trước cho các bác. Em về mấy con xe điện nhá, mấy con xe điện và mấy em xe dầu. Hôm qua về một công rồi, hôm nay một công, mai một công nữa. Đấy, Unicarrier 2017, táp 4m. Đấy, sản xuất 2017. Đấy, tầm lên quanh 100 triệu là các bác qua bên em có rất nhiều xe để chọn. Các loại xe điện này. Đấy. Xe điện này thì tầm lên quanh 100 triệu là có rất nhiều xe. Đây là chiếc tầng 8 này. Tầng 8 có Komatsu Batty Brown chui công lân 4m. Đấy, lô này thì về hôm qua này. Còn lô này thì về hôm nay này. TCM 2,5 tấn nhá. Xe đẹp. Nguyên zin thì có đông. Vàng óng luôn. Đấy. Chạy mới có 496 giờ. Ủa. 496 giờ. Đấy, một em máy xăng này. Máy xăng rất đẹp luôn, chạy 5.000 giờ. Đây, máy đây. Bên Nhật như họ chụp ảnh như nào về y xì như thế luôn. Nguyên bản tân thật. Rất là đẹp. Đấy, Komatsu 2 tấn chiều 11, gật gù. Đấy, chiếc này chạy hơn 1.000 giờ. Hơn 1.000 giờ. 1.229 giờ. Vàng óng luôn. Két lơ các thứ ấy. Quá là đẹp. Hàng 100% hàng nhập Nhật chưa qua sử dụng tại Việt Nam. Đây, bên này có xe điện này. Xe điện này, 1 tấn và lân cao 4,7m. Rất là nhiều. Đấy, em thì công về liên tục. Các bác quan tâm thì xin mời liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em ạ. 0379875765. Đấy, hôm nay được phụ của bác. Đấy, sẵn rất nhiều xe đây. Tất cả các lô xe mới về em dồn hết vào đây để đăng kiểm. Đăng kiểm xong thì em sẽ giao đến từng người một. Hoặc là các bác có thể đặt ảnh và mua xe qua từ bên Nhật. Đấy, cam kết 100% là như ảnh luôn. Các bác như Việt Nam mình chụp như nào là bên Nhật chụp như thế. Nguyên bản như thế luôn. Họ sẽ chụp rất là chi tiết, ví dụ lốp này, lốp xấu, lốp đẹp này và sử dụng báo lỗi chức năng gì. Như con này thì đang báo lỗi là mất tổng côn dưới. Đây nó người ta tặng luôn cái cổng tổng côn dưới này về cho mình. Đấy. Nguyên bản tất là đặt chụp ảnh. Mình cần chụp những phần gì thì họ thì bảo người ta chụp cho. Hoặc là video quay máy này. Đấy. Sơn zin các thứ này của nó nguyên bản này. Tất là đặt nhá. Đây các bạn nhìn nhá. Xe này họ bên Nhật họ sơn nhưng mà bên Việt Nam sơn đâu nhá. Về bỏ Việt Nam sơn thì nguyên bản từ bên Nhật về. Tất nhiên thật. Đấy, các bác quan tâm thì xem lại trực tiếp đến số điện thoại của em ạ, 0379875765 để tư vấn cho các bác. Em xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác thấy video hay thì cho xin một like, bấm đăng ký kênh, bấm chuông để không bỏ lỡ về video của em ạ. Chào các bác ạ.